Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3091 Trong lòng Đường Tuấn ngưng tụ, có thể nâng cao truyền tống trận bình thường đạt đến trình độ này, có thể thấy rằng trình độ của Chu Tước Thần Quân trong không gian đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lần này trở về trái đất cũng là một trải nghiệm đối với cậu. Vốn dĩ tôi muốn chuẩn bị một số vật chống lưng cho cậu nhưng hiện tại con thú kỳ quái này đi theo ngươi thì tôi nghĩ những thứ đó không cần thiết nữa. Ánh mắt đường Tuấn chuyển động, nhìn con thú nhỏ dưới chân, Chu tước thần quân đã xem trong nó như vậy. Phải biết rằng lần này những thần quân tấn công trái đất không phải đến từ những đại thánh địa kia, mà còn có một số cường giả cảnh giới thần quân trung kỳ, thực lực nhất định không yếu. Con thú nhỏ A bảo nghe vậy cười tâu tét với đường tuấn tỏ vẻ rất tự hào mà nói, tiểu quỷ, hãy nịnh nọt tôi đi, nếu không tôi sẽ không cứu cậu đâu. Nằm xuống, đường tuấn nhẹ nói một câu khiến con tiểu thú nhỏ nằm in trên mặt đất, không nói được lời nào. Nó quá bay bổng rồi nên dừng lại một lúc. Chu tước thần quân xua tay nói, được rồi, xuất phát thôi. Sau khi cậu giải quyết xong chuyện của trái đất, nếu tôi làm xong việc ở đây rồi sẽ đích thân tới đón cậu. Vừa dứt lời và truyền tống trận dưới chân đường Tuấn nổ tung thành một luồng ánh quấn lấy anh. Một lúc sau ánh sáng tan biến, một người và một thú biến mất. Lão Tổ, Ly Thanh Trần bước tới, cung kính nói, người cũng muốn rời đi sao? anh ta cũng được coi là thần thể chu tước, trong thời gian này chu tước thần quân đã dạy dỗ anh ta rất nhiều, và nó có thể được coi là một ơn thuộc nghiệp. Audio điện tử võ tấn bền Chu tước thần quân nhìn vào khoảng không nói, mà địa xuất thế, e rằng sau này sẽ có thay đổi lớn. Cậu phải nâng cao thực lực càng sớm càng tốt để ứng phó với những thay đổi tiếp theo. Khi đường tuấn xuất hiện lần nữa, anh xuất hiện trong một khoảng không vũ trụ, truyền tống trận sau lưng anh từ từ biến mất. Đây là... Đường Tuấn khẽ cao mày, quan sát động tĩnh xung quanh. Anh nhìn thấy giải ngân hà ở đằng xa, một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh. Khung cảnh quen thuộc này đã khiến lòng anh trở nên ấm áp hẳn lên. Ngay sau đó, anh càng thêm cao mày, mặc dù có thể nhìn thấy giải ngân hà, nhưng có lẽ khoảng cách là mấy vạn năm ánh sáng mà với tốc độ hiện tại của anh không thể tới được trong khoảng thời gian ngắn trừ phi anh làm chủ đại thần thông du hành xuyên không gian. Mặc dù sức chiến đấu bây giờ của anh có thể so sánh với một thần quân nhưng anh vẫn chưa thành thạo một kỹ năng như một đại thần thông. Con thú nhỏ A bảo cười tâu tuét và nói cha. Tiểu quỷ, cậu bó tay rời đúng không? Cứ ngoan ngoan thả tôi ra, tôi sẽ đưa cậu tới đó. Với tốc độ của khuyển ra tôi, tôi có thể đến đó ngay lập tức. Đường Tuấn bỏ qua luôn nó mà không hề quan tâm gì. chương 3092 Tuy rằng anh đã phong ấn A Bảo, nhưng dù sao lợi dụng sự không chuẩn bị của đối phương, tổng thể thực lực của con thú nhỏ A Bảo vẫn mạnh hơn anh rất nhiều. Nếu thường xuyên mở phong ấn, e rằng sẽ cho con thú nhỏ có cơ hội làm quen với phong ấn, cuối cùng nhân cơ hội tự mình mở phong ấn, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, Mặc dù bây giờ con thú nhỏ đang ở bên cạnh anh nhưng nó không phải là trợ thủ đắc lực của anh mà đã trở thành một quả bom hẹn giờ. Đương nhiên là Chu Tước Thần Quân biết chuyện này, nhưng ông ta không có hành động gì có lẽ muốn nhân cơ hội này để cho Đường Tuấn tăng tốc độ tu luyện. Tiểu quỷ, cậu sợ tôi nhân cơ hội hóa giải phong ấn sao? Không ngờ cậu lại thiếu hiểu biết như vậy, ha ha ha. Con thú nhỏ a bảo cười điên cuồng, trong tiếng cười mang theo ý mỉa mai rất mạnh đường tuấn không thèm để ý đến phương pháp gián tiếp của nó nhẹ giọng nói nếu không muốn nằm xuống thì câm miệng lại con thú nhỏ tức giận chừng mắt nhìn đường tuấn nhưng cũng không dám nói thêm nữa mỗi nằm xuống nó đều cảm thấy vô cùng nhục nhã ngay khi đường tuấn đang do dự hướng bên trái đột nhiên sáng lên trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hồi hộp suy nghĩ của đường tuấn chuyển động anh dịch chuyển cách xa hàng vạn dặm nơi anh từng đứng có một tia lết màu đỏ từ trong khoảng không bắn ra để lại một vết nứt sâu trong khoảng không trông vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt đường Tuấn cứng đờ, nếu vừa rồi anh không né tránh, tia lết này có lẽ đã khiến anh bị thương nặng. Thật là một vũ khí khoa học công nghệ đáng sợ. Đường Tuấn sửng sốt. Trong vũ trụ, ngoài việc tự mình tu hành cũng có một số chủng tộc dựa vào khoa học công nghệ để cường hóa bản thân. Thậm chí có thể sử dụng một số phương tiện công nghệ để cải tạo bản thân, thực lực của bọn họ sẽ không thua kém gì thần quân. Phương tiện khoa học công nghệ của tộc cơ giới là mạnh nhất. Người ta nói rằng một số khoa học công nghệ đen thậm chí có thể hủy diệt tu hành giả cảnh giới thần quân đỉnh phong. Trong số lục đại tôn giả được biết đến ở Trung ương Ngân Hà, có một vị tôn giả đến từ tộc cơ giới. Anh vừa nghĩ tới đây, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen chậm rãi xuất hiện từ nơi vừa phát ra tia lết. Một lỗ đại bác màu đen nhằm vào đường tuấn xuyên mấy vạn cây em, toát ra luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Phi thuyền vũ trụ xuất hiện kỳ lạ đến mức mà tinh thần lực của Đường Tuấn cũng không nhận ra. Ngoại tộc, anh đã tới phạm vi của giải ngân hà nhanh chóng ra tay chịu trói. Một giọng nói uy lực phát ra từ phi thuyền vũ trụ. Thân thể Đường Tuấn chấn động, giọng nói này là ngôn ngữ của phương Tây đến từ trái đất. Chương 3093, cô chủ, tôi đi giết anh ta. Tuy rằng cách mấy vạn cây em nhưng người trong phi thuyền giống như có thể nắm chắc nhất cử nhất động của Đường Tuấn, nhìn thấy Đường Tuấn không có bất kỳ phản ứng gì, lập tức lại cảnh cáo, lập tức tự phong tu vi, nếu không chúng ta sẽ lập tức giết ngươi. Hơn 10 nòng pháo có thể bắn ra laser khủng bố nhắm ngay Đường Tuấn, nếu như là đỉnh phong của động hư cảnh bình thường, chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hoặc là chạy, hoặc là bị đánh giết đến chết. Nhưng Đường Tuấn thì khác, anh nắm giữ quá nhiều thủ đoạn. Vừa hơi suy nghĩ trong nháy mắt Đường Tuấn đã đi tới đỉnh chiếc phi thuyền này. Tuy rằng anh không nắm giữ thuật đại na thần thông, nhưng Tuấn Di lại vô cùng thuần thục. Anh nhướng mày, vừa rồi anh nỗ lực dùng thuật độn để tiến vào trong phi thuyền, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản. Động tác của Đường Tuấn khiến người trong phi thuyền kinh ngạc, nhưng tiếp theo có người quát tu sĩ vô chi. Phi thuyền thiên cấp há lại có thể để một động hư cảnh như anh xâm nhập vào, nếu thức thời mau bó tay chịu chói lúc nói chuyện, phi thuyền rung động, bọn họ nỗ lực kéo dài khoảng cách với Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn lại thôi thúc pháp lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng sữa, nắm chặt phi thuyền. Mặc cho phi thuyền chấn động đến thế nào, đều không thể tránh thoát. Lúc này, bên trong phi thuyền, ba thanh niên nam nữ ngang nhiên đứng, đều là tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt giống người phương Tây ở địa cầu. Ở trước mặt ba người, là một cái màn hình, một ít số liệu dữ liệu được bày ra, một số khác theo dõi những nơi khác nhau bên ngoài phi thuyền, trong đó màn hình lớn nhất đang phát ra hình ảnh đường Tuấn dùng bàn tay khổng lồ bắt lấy phi thuyền. Cô chủ, cái này là số liệu về sức mạnh của tu sĩ động hư cảnh, dữ liệu giống như có chút quỷ dị, đã vượt qua khỏi đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng trên người anh ta lại không có khí tức lôi kiếp, còn không phải thần quân có một người đàn ông trung niên với đôi mắt viền vàng nhìn vào số liệu trên màn hình và báo cáo với người phụ nữ duy nhất trong số ba thanh niên nam nữ. cô gái phương tây kia có sống mũi cao thẳng, dáng người vô cùng đầy đặn, trên khuôn mặt trắng nõn không lúc nào không mang theo vẻ kiêu căng. giờ phút này khi cô ta nghe được những báo cáo này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói: xem ra vẫn là một động hư cảnh không tồi, có lẽ có thể thu nhận anh ta làm tùy tùng hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô ta nghe vậy, đều lộ ra vẻ bất mãn, trong đó một người đàn ông trẻ tuổi tương đối cao trầm giọng nói, cô chủ, có lẽ anh ta chỉ là một tên tiểu phu có sức mạnh mà thôi, còn chưa đủ tư cách trở thành tùy tùng của cô. Một thanh niên khác cũng nói, cô chủ, có hai người chúng tôi bảo vệ cô là đủ rồi. Cô gái cười khanh khách, thân thể mềm mại không xương ở giữa hai người xoay tới xoay lui, tràn ngập phong tình vô tận cùng quyến rũ, cô ta liếm đầu lưỡi béo mập, Dùng một loại âm thanh gần như rên rỉ nói, "Tôi biết hai người các người là thủ hạ trung thành nhất của tôi, nếu không các người so sánh một chút, nếu ai có thể giết người bên ngoài, tôi sẽ một mình bồi các người một buổi tối." Tuy rằng trên người hai thanh niên đều tản ra khí tức của người tu hành, nhưng sau khi cô gái nói xong, hô hấp của hai người đều nặng nề, trong mắt trở nên mê mang, trên mặt càng mang theo vẻ kích động đỏ ửng. "Cô chủ, tôi đi giết anh ta." hai thanh niên nói cùng một lúc, mở con tàu ra. chương 3094, thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ. Mấy kỹ thuật viên khống chế phi thuyền hơi sửng sốt, tu vi của người bên ngoài đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, mà hai người đàn ông trẻ tuổi này cũng chỉ có tu vi động hư cảnh hậu kỳ, đây không phải là đi chịu chết sao. Mấy người đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia, cô gái cười nói, để cho bọn họ đi đi. Phi thuyền mở ra một cánh cửa, hai người đàn ông trẻ tuổi bay ra từ trong đó. Dám quấy giày cô chủ, tôi đến giết anh. Chàng thanh niên tương đối cao lớn đeo một đôi gang tay màu bạc trên tay, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Quyền vương, anh đừng cướp với tôi, tên nhóc này là của tôi, cô chủ cũng là của tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi tương đối thấp bé khác đang cầm trong tay một con dao găm màu đen, vẻ mặt lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hai người thế nhưng lại không để ý tới đường tuấn, bọn họ còn đang tranh đoạt ai ra tay trước, dường như Đường Tuấn đã trở thành vật trong túi bọn họ, không biết mùi vị mà một tiếng quát lạnh vang lên, tiếp theo bàn tay Đường Tuấn đột nhiên đánh về phía hai người, trên không trung xuất hiện một trận bão táp, khi hai người đàn ông trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, cơn bão đã cuốn bọn họ lại. chờ sau khi cơn bão tản đi, đã không còn bóng dáng của hai nam thanh niên nữa. con thú nhỏ a bảo nhổ nước bò chửi bới cắt. Hai tên rác rưởi cũng dám nhảy như vậy. Nó còn chờ có người tới giết Đường Tuấn, như vậy nó có thể được tự do, tưởng là vương giả, không nghĩ tới lại là hai cái đồng. Mọi người trong phi thuyền cũng bị cảnh này làm cho chấn động, tiếp theo bọn họ đồng loạt nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia, chờ đợi quyết định của cô ta. Cô gái trẻ tuổi giật mình một lát, chợt lại cười khanh khách, nói: "Thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ, tôi càng ngày càng vừa ý." mở cabin ra tôi muốn ra ngoài gặp anh ta một lần khi cô ta nói chuyện đôi mắt của cô ta lấp lánh với ánh bạc mọi người trong phi thuyền không có bất kỳ do dự nào bọn họ đều biết vị cô chủ này trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ đặc biệt là mấy năm nay sau khi được giáo tông đại nhân chỉ đạo lại càng đạt tới một loại mức độ không thể tưởng tượng nổi hai người đàn ông trẻ tuổi kia ở địa cầu được coi như là cường giả trong thế hệ thanh niên nhưng cũng không ngăn được đợt công kích tinh thần của cô chủ trở thành đồ chơi do cô chủ thao túng. Theo bọn họ thấy, tuy rằng người đàn ông bên ngoài có tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng không địch lại công kích tinh thần của cô chủ được. Cô gái trẻ bay từ trong đường nối ra, đứng trong hư không nhìn Đường Tuấn, ánh mắt quyến rũ giống như có thể nhỏ ra nước, nói anh à, có muốn chơi cùng tôi một chút hay không? Mặc dù nói là ngôn ngữ phương Tây, nhưng mang theo sức mạnh tinh thần, cho dù không thông loại ngôn ngữ này, đều có thể hiểu được ý tứ trong đó phối hợp với bộ dáng nửa chặn nửa che của cô gái, gần như chỉ cần là người đàn ông đều sẽ đắm chìm trong hương ôn nhu này. chương 3095, anh dám tiêu diệt tinh thần lực của tôi. Nhìn thấy đường Tuấn lộ ra biểu cảm thất thần, ý dịu dàng trên mặt cô gái càng thêm rõ ràng, cô ta bay về phía đường Tuấn, vừa nói thần phục tôi đi, trở thành tùy tùng của tôi. Tốc độ của cô ta rất nhanh, tuy rằng không thuấn di, nhưng trong chớp mắt cũng đi tới trước người đường Tuấn, Tinh thần lực màu trắng bạc của Mi Tâm hóa thành từng sợi tơ màu trắng bạc, quấn quanh Đường Tuấn. Tiếng cười của cô gái càng thêm sán lạn, chỉ cần sợi tơ tinh thần của cô ta quấn lấy đối phương, vậy đối phương sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của cô ta, giống như hai người đàn ông trẻ tuổi lúc trước. Nhưng ngay khi sợi tơ tinh thần sắp chạm vào Đường Tuấn, vẻ mặt Đường Tuấn bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, thế nhưng lại có tinh thần lực hình vô chất kẹp lấy anh nhẹ nhàng chạm vào, sự quyến rũ của cô gái kia nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên gương mặt ôn nhu lộ ra vẻ hoảng sợ và thét chói tai ra tiếng. Anh! Cô gái không còn có loại tư thái quyến rũ động lòng người này nữa, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu, nói, làm sao anh có thể tránh thoát tinh thần khống chế của tôi chứ? Cô ta chính là tinh thần lực cấp 8, người tu hành đỉnh phong của động hư cảnh dĩ nhiên không tệ, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Ngón tay Đường Tuấn nhẹ nhàng vuốt một sợi tơ tinh thần, thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì tu vi tinh thần lực của tôi mạnh hơn cô. Nếu bàn về tu vi tinh thần lực của cô gái trước mặt, nhiều nhất chỉ có trình độ cấp 8 hạ cấp, yếu hơn rất nhiều so với tu vi tinh thần lực của Đường Tuấn bây giờ, chứ đừng nói là hiện giờ Đường Tuấn đã lĩnh ngộ cảnh giới lòng ta là lòng trời, cho dù tu vi tinh thần lực của đối phương có cao hơn anh một chút, cũng không làm gì được anh. Xin anh tha mạng thân thể mềm mại của cô gái chấn động, đặc biệt là khi cảm nhận được sát ý lạnh như băng trong lời nói của Đường Tuấn, cô ta không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu, đã trực tiếp thỏa hiệp, lộ ra bộ dáng đáng thương muốn khóc, chỉ sợ phần lớn mọi người nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, đều nhịn không được trong lòng sinh ra ý thương tiếc. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tay tăng lên một chút, nói còn muốn sử dụng bí thuật tinh thần với tôi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trắng bệch, Bộ dáng điềm đạm đáng thương này bỗng nhiên biến mất không thấy, cô ta dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói anh rốt cuộc là ai? Chúng tôi là người của giáo đình trên địa cầu, tu vi của giáo hoàng chúng tôi có thể so sánh với thần quân, anh nên suy nghĩ một chút về hậu quả của việc ra tay với chúng tôi. Bàn tay Đường Tuấn nhẹ nhàng cắt đứt những sợi tơ tinh thần trong tay. Toàn thân cô gái nhất thời run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến mức không có một tia huyết sắc anh dám tiêu diệt tinh thần lực của tôi. Vừa rồi anh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, tinh thần lực của cô ta đã tổn thất một phần năm, cảnh giới từ cấp 8 rơi xuống. Loại thủ đoạn này, cho dù ở trong tay giáo hoàng, cô ta cũng chưa từng thấy qua. Đường Tuấn nói, nói cho tôi biết những gì mà tôi muốn biết. Cô gái oán hận nhìn Đường Tuấn, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Cô gái tên là Ensa, là truyền nhân của một gia đình lớn ở phương Tây của địa cầu. Chương 3096 chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lần này cô ta rời khỏi địa cầu chính là tiếp nhận mệnh lệnh của giáo hoàng gia bên ngoài thăm dò, tương đương với tuần tra thông thường. Đường Tuấn nhíu mày, năm đó anh dùng hết sức một mình ép tới mức giáo đình phải thần phục, anh rất rõ cường giả của giáo đình năm đó. Năm đó giáo hoàng cùng thánh tử gần như bị anh đánh cho phế, cho dù thời đại tu hành mở ra, nhưng mới mấy năm qua, chắc chắn sẽ không thể có thực lực có thể so sánh với nửa thần quân. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ensa cười lạnh nói, anh cho rằng địa cầu bây giờ vẫn là nơi thiên khí trong mắt các người sao? Hiện giờ các vị thần phương Tây thức tỉnh, rất nhiều dòng họ ẩn nấp mấy vạn năm hiện thế, còn có tu hành cổ phái ở phương đông, hiện tại địa cầu chắc chắn có thể so với một ngôi sao tu hành, tôi khuyên anh nên thu tay, nếu không giáo hoàng mà đến thì anh sẽ xong đời. Trong lòng Đường Tuấn nhất thời hiểu được. Địa cầu ẩn giấu quá nhiều bí mật, năm đó tu vi của anh quá nhỏ nên anh cũng không tra xét được bao nhiêu. Mà theo sự ra đời của tu hành, rất nhiều bí mật lớn nhỏ đều được tiết lộ từng chút một, một ít dòng họ tu hành mạnh mẽ cùng cổ phái cũng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Dựa theo lời Ensa nói, dòng họ của cô ta hiện thế sau khi thế giới tu hành mở ra, cũng khó trách cô ta không biết đến Đường Tuấn chỉ là không biết bây giờ hoa hạ thế nào còn có người thân bạn bè của anh nữa phi thuyền của các người trở về địa cầu mất bao lâu đường tuấn nhìn phi thuyền đang bị mình khống chế hỏi vốn en sa còn muốn cứng miệng hai câu nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn quỷ dị của đường tuấn có thể tiêu diệt tinh thần của mình thân thể cô ta giật mình vội vàng nói chỉ cần ba ngày đường tuấn khẽ gật đầu nói vậy đi thôi tôi cùng các người trở về địa cầu Ensa vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt cô ta lại làm bộ rất bình tĩnh. Yêu cầu của Đường Tuấn cũng là ý muốn của cô ta, sau khi chứng kiến thực lực của Đường Tuấn, cô ta biết rõ mình cũng không phải đối thủ của đối phương, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào giáo hoàng. Vốn dĩ cô ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để lừa Đường Tuấn cùng cô ta trở về địa cầu, không ngờ Đường Tuấn lại tự mình đề xuất, đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa thì là cái gì. Cô cho rằng vị giáo hoàng các người có thể làm gì được tôi sao? Một câu nói nhẹ nhàng của Đường Tuấn khiến trong lòng Ensa lạnh lẽo. Cho dù hiện tại giáo hoàng thật sự là nửa bước thần quân, thì Đường Tuấn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Ensa cười lạnh nói, sức mạnh ánh sáng của giáo hoàng giống như vực sâu biển lớn, anh làm sao biết được minh mông trong đó chứ? Đường Tuấn nói, vậy đi thôi, dẫn tôi đi mở mang kiến thức giáo hoàng của các người một chút trương 3097, khi nào anh sẽ trở lại? Nhìn các loại khoa học kỹ thuật siêu tiên tiến trong phi thuyền, trong mắt Đường Tuấn lộ ra một tia chấn động. Lần trước anh rời khỏi địa cầu, mặc dù khoa học kỹ thuật của địa cầu đã có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ này. Khoa học kỹ thuật của chiếc phi thuyền này, cho dù là ở trong tộc cơ giới, chỉ sợ đều xem như tương đối tiên tiến. Ensa thấy thế, Ngạo nghễ nói, chiếc phi thuyền này là vật siêu tầm của dòng họ chúng tôi, năm đó tổ tiên của bộ tộc chúng tôi cướp được từ trong tay một vị cường giả tộc cơ giới. Đường Tuấn không để ý tới sự kiêu ngạo trong giọng nói của Ensa, anh tìm một chỗ ngồi xuống, rồi nhẹ giọng nói, xuất phát đi. Ensa cắn chặt hàm răng, tức giận khiến trước ngực run rẩy, thầm nghĩ, chờ đến địa cầu, coi anh còn khỏe mạnh được không. Trên phi thuyền có hệ thống thông tin mạnh mẽ, Đường Tuấn vừa vặn mượn cơ hội này để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trên địa cầu trong khoảng thời gian anh rời đi. Mặc dù chỉ hơn 2 năm sau khi anh rời đi, nhưng địa cầu quả thực đã xảy ra rất nhiều điều, hoặc toàn bộ hệ Thái Dương đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết hiện thế ở các tinh cầu, phái núi lập phái, mở rộng thế lực của mình. Có nhiều cổ phái cùng các loại thế lực xuất hiện trên địa cầu, thậm chí phương Tây có 12 chủ thần xuất hiện. Trong hoa hạ, xuất hiện các thế lực như Giao Trì, Thiên Đình cùng Tu Di Sơn. Thông tin quá lớn, mất nửa ngày, Đường Tuấn mới hiểu xong. Từ trong tin tức phong phú, Đường Tuấn cũng biết một ít tin tức về bạn bè và người thân của mình. Khi anh rời địa cầu, từng để lại phá quân doanh cùng rất nhiều bí pháp, vốn thế lực này trên địa cầu là thế lực cấp bá chủ, nhưng sau khi 12 chủ thần phương Tây cùng những thế lực của phái xuất hiện, thì luồng thế lực này trở nên tầm thường hơn rất nhiều, ít nhất không có biện pháp chiếm ưu thế trong tranh đấu với các thế lực lớn. Đặc biệt là nửa năm gần đây, người tu hành động hư cảnh mọc lên như măng mọc sau mưa, phá quân doanh đã hoàn toàn rơi vào trong thế hạ phong. Cuối cùng bất đắc dĩ, phá quân doanh chỉ có thể gia nhập vào một môn hạ cổ phái ở Hoa Hạ, lúc này mới được che chở, tránh được một hồi tai họa. Tuy rằng sống không tốt lắm, nhưng ít nhất không xuất hiện cảnh chết chóc, những người anh quan tâm vẫn còn sống. Đường Tuấn dùng mình trong lòng, lần này trở về địa cầu, anh cũng dự định lấy địa cầu làm căn cứ, bắt đầu chế tạo ra một thế lực thuộc về mình. Hiện giờ tiềm chất địa cầu cũng sẽ không thua kém một viên tu hành đại tinh, hoàn toàn có thể dung nạp nhiều cường giả như vậy. Trong lúc anh nói chuyện với Chu Tước Thần Quân, cũng cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Địa cầu, Hoa Hạ Hoa hạ bây giờ đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng còn có dấu vết hiện đại hóa, nhưng nhiều nơi giống như cảnh trong bức tranh. Thác nước chảy, dị thú kêu to, tu sĩ ngự kiếm ngang trời, trông như trốn bồng lai tiên cảnh. Ban đêm, Hoàng Phủ Nguyệt đứng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng làm nổi bật bóng người gầy gò của cô ấy càng thêm cao ngạo, nhưng cũng tịch mịch. Cô ấy nhìn về phía ngoài trời qua vách tường thủy tinh khổng lồ, vẻ mặt dịu dàng thêm vài phần bi thương khi nào anh sẽ trở lại. chương 3098, cô Yên Nhi, cô quá đáng rồi. Hoàng Phủ Nguyệt lầm bẩm nói. Lúc đường Tuấn rời đi, anh đã giao tất cả mọi thứ trên địa cầu của mình cho cô ấy, nhưng năng lực quản lý của mấy người lưu tuệ thật sự thiếu, cuối cùng để tránh bị người khác đoạt quyền, một mình Hoàng Phủ Nguyệt nắm giữ quyền lực, ngay cả phá quân doanh cũng do cô ấy quản lý. Thiên phú tu luyện của Hoàng Phủ Nguyệt không tồi, hiện giờ đã bước vào cảnh giới hợp thể, nhưng hiện giờ tu vi này ở trong địa cầu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong khoảng thời gian đường Tuấn rời đi, cô ấy chịu đựng quá nhiều, đã sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một tướng sĩ phá quân doanh mặc khôi giáp xuất hiện ở trong phòng, không người hành lễ với bối cảnh của Hoàng Phủ Nguyệt, cung kính nói cô Hoàng Phủ, anh địch muốn gặp cô. Ánh mắt Hoàng Phủ Nguyệt khẽ thay đổi, lắc đầu nói không gặp. Tướng sĩ phá quân doanh kia đang muốn rời đi, một cô gái từ trong góc phòng đi ra, nói: "Cô Hoàng phủ, dù sao anh địch cũng là truyền nhân của dòng dõi phi công, anh ta đã tới tìm cô 9 lần, cô cũng từ chối anh ta 9 lần, như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm." Hoàng phủ Nguyệt cười nói: "Tôi không thích anh ta, từ chối anh ta chẳng lẽ không được sao?" "Yên Nhi, tôi biết cô thích anh ta, tôi cự tuyệt anh ta, cô không phải càng có cơ hội sao?" Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói người đàn ông yên nhi tôi thích còn không cần cô nhường tôi chỉ muốn nói cho cô biết hiện giờ các người được dòng dõi phi công che chở phải hiểu được tri ân báo đáp anh địch coi trọng cô thì đó là phúc khí của cô đừng không nên biết điều như vậy hoàng phủ nguyệt nói yên nhi bàn về nhan sắc cô không kém tôi luận về tu vi cô cao hơn tôi nhưng cô có biết vì sao anh địch không thích cô không sắc mặt yên nhi khó coi tuy rằng cô ta khinh thường nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò. Lời Hoàng phủ Nguyệt nói cũng là suy nghĩ của cô ta, rõ ràng là mọi thứ cô ta đều không kém, vì sao anh địch lại không thích cô ta chứ? Hoàng phủ Nguyệt xoay người lại, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo ý cười lạnh lùng, nói, bởi vì cô đặt tư thái của mình quá thấp. Nhà họ Yên cô coi như là một trong những cổ phái, thân phận của cô chưa từng kém ai, nhưng vì anh địch, cô còn có tư thế của mình sao? Ánh mắt Yên Nhi thoáng âm trầm, nói, Hoàng Phủ Nguyệt, cô còn không xứng nói với tôi. Năm đó cô vì cái tên đường tuấn kia mà làm mọi chuyện. Anh địch mạnh hơn anh ta gấp trăm lần, tôi vì anh ấy làm một chút thì tính là cái gì. Hoàng Phủ Nguyệt nghe vậy, khoát tay áo, nói tiễn khách. Ngoặc kép, có thể nói ra những lời này, Yên Nhi đã không thể cứu chữa. Mời đi cho, cô Yên Nhi tướng sĩ phá quân doanh kia làm động tác tiến khách. Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, châm chọc nói, Hoàng Phủ Nguyệt, cô còn kiêu ngạo gì chứ, không giống như ở nhờ người. Nếu như không phải anh địch thích cô, vẫn bảo vệ cô, thì cô đã sớm chết không biết mấy lần rồi. Tôi khuyên cô nên hiểu thân phận của mình, đừng lúc nào cũng giả bộ thanh cao. Cô Yên Nhi, cô quá đáng rồi. Ánh mắt tướng sĩ phá quân doanh kia ngưng tụ, Hoàng Phủ Nguyệt vì phá quân doanh trả giá quá nhiều, lúc này bị người khác làm nhục như thế, anh ta cũng không cách nào ngồi yên không để ý tới. Một cảnh giới hóa thần nho nhỏ, cũng dám chỉ trích tôi. Yên Nhi vung tay lên, tướng sĩ phá quân doanh kia bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường, trong miệng không ngừng hộp ra máu. chương 3099, nếu đường Tuấn chết thì sao? Tuy rằng anh ta không chết, nhưng khí thức huệ oải rất nhiều rác rưởi. Yên Nhi cười nhạo một tiếng, xoay người rời khỏi phòng. Anh không sao chứ? Hoàng Phủ Nguyệt vội vàng đi qua, cô ấy đỡ lấy tướng sĩ phá quân doanh kia, quan tâm hỏi. Tướng sĩ phá quân doanh kia cắn răng, lắc đầu, nói cô Hoàng Phủ là chúng tôi vô năng, thống lĩnh để cho chúng tôi bảo vệ cô, nhưng hiện tại lại biến thành cô đang bảo vệ chúng tôi, là chúng tôi thất trách. Trong khoảng thời gian này, người phá quân doanh đều sống quá nghẹn khuất, bất kể là bên ngoài hay là âm thầm đều bị người ta gọi là dựa vào phụ nữ mới sống sót. Hoàng Phủ Nguyệt nói, lúc trước năng lực của chúng tôi không đủ, là các người bảo vệ chúng tôi. Và bây giờ, đã đến lúc tôi bảo vệ anh. Trước tiên anh cứ đi nghỉ ngơi đi, điều trị một thời gian, đừng để ý người khác nói thế nào. Tất cả vinh nhục, chờ thống lĩnh các người trở về, tự nhiên sẽ có cơ hội thanh toán. Thống lĩnh anh ấy, Tướng sĩ Phá Quân Doanh kia lộ vẻ do dự. Ánh mắt Hoàng phủ Nguyệt Kiên định nói, anh ấy nhất định sẽ trở về, giống như trước kia vậy. Tướng sĩ Phá Quân Doanh kia gật đầu thật mạnh. Trong một quán cà phê cách tòa nhà Hoàng phủ Nguyệt này không xa, lúc này trong quán cà phê chỉ có một nam thanh niên ngồi, những người khác đều cung kính đứng. Người đàn ông trẻ tuổi này có dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Cửa bị đẩy ra, vang lên một trận chuông gió, Yên Nhi đi vào, ngồi xuống trước mặt người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt cô ta mang theo vẻ ái mộ nồng đậm, nói anh địch, Hoàng Phủ Nguyệt đã từ chối anh 9 lần rồi. Người đàn ông trẻ tuổi chính là anh địch, truyền nhân dòng dõi phi công. Anh địch cười nói, tôi đã đoán được rồi. Người phụ nữ dám từ chối anh địch tôi 9 lần, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được. Trong ánh mắt Yên Nhi lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói anh, đối phó loại phụ nữ này không thể dùng thủ đoạn ôn nhu được nếu anh thực sự muốn cô ấy tôi sẽ cử người đưa cô ấy đến phòng anh ngay lập tức anh địch nói yên nhi cô thật sự không hiểu tôi địch phân tôi coi trọng phụ nữ nhất định phải làm cô ấy cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt tôi còn tôi khinh thường dùng loại thủ đoạn này yên nhi nói thế nhưng toàn bộ trái tim hoàng phủ nguyệt đều treo trên người đường tuấn kia nếu đường tuấn chết thì sao Khóe miệng anh địch nhếch lên ý cười, lộ ra một chút lạnh ý, nói: "Nếu Hoàng phủ Nguyệt tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn chết ở trước mặt cô ấy, vậy cô ấy còn có thể tâm niệm một người chết sao?" Yên Nhi nhíu mày, nói: "Mấy năm trước Đường Tuấn kia đã rời khỏi địa cầu, anh muốn tìm được anh ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Chương 3110. Người đàn ông lôi thôi kia còn đang ở trong trạng thái chấn động cùng sợ hãi, anh ta chỉ là một tên ăn mày trong khu ổ chuột nào từng thấy qua loại trận chiến này cùng nhiều nhân vật lớn như vậy. Anh, nghe nói thiên phú tu hành của đường Tuấn kia không tệ, lần trước rời khỏi địa cầu đã có tu vi tiếp cận cảnh giới hóa thần, tên ăn mày thối này chỉ là một người bình thường, tuy rằng bộ dạng giống nhau, chỉ sợ rất khó lừa gạt qua cửa ải này. Yên nhi nhíu mày, đối với một số chuyện của đường Tuấn ở địa cầu này, cô ta biết rất rõ. Địch văn ngạo nghế cười, nói cái này có gì khó chứ. Ngón tay anh ta di chuyển, Nửa tách trà còn lại trên bàn bay đến trước mặt người đàn ông lôi thôi kia. Uống xong nó, người đàn ông lôi thôi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta sợ hãi quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ nói, đại nhân tha mạng, tôi cái gì cũng không biết. Tuy rằng hiện giờ địa cầu đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu hành, người bình thường cũng có thể tu hành, nhưng vẫn có rất nhiều người đối với người tu hành kính sợ như quỷ thần. Địch Văn cười nhạo, nói tôi muốn giết anh, một ý niệm trong đầu là đủ rồi. Cần gì phải phiền toái như vậy? Sau khi uống nó, anh chính là một con chó của của tôi. Người đàn ông Lôi Thôi nhìn nửa chén trà kia, từ trong nước trà còn tản ra một luồng hương thơm thanh mất nói, làm cho anh đã hoàn toàn không cách nào kháng cự được. Cuối cùng, anh ta thật sự nhịn không được loại hấp dẫn này mà uống hết nửa chén trà uống. Trong nháy mắt khi uống trà xong, toàn thân người đàn ông Lôi Thôi bộc phát ra vạn đạo hào quang cùng năng lượng bàng bạc đến cực điểm. Không đến 2 phút đồng hồ, người đàn ông lôi thôi kia từ một người bình thường biến thành một vị tu sĩ hợp thể cảnh sơ kỳ. Trong lòng Yên Nhi dường như đã hiểu rõ, nói anh, người đây là... Địch Phân cười nói, cho dù thiên phú tu hành của đường tuấn kia có mạnh hơn nữa, trong thời gian 2 năm nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ đột phá một đại cảnh giới, cũng mới hợp thể cảnh mà thôi. Mấy năm anh ta khổ tu, còn không bằng nửa chén trà của tôi hóa phàm thành tiên hiện tại ai còn có thể nói anh ta không phải đường tuấn chứ? Yên Nhi khẽ gật đầu, tu vi của bọn họ hôm nay cũng không phải trong thời gian ngắn mà có được, mà là từng bước tu luyện lên. Chỉ là trước kia địa cầu tĩnh mịch, bọn họ không muốn xuất thế mà thôi. Theo cô ta thấy, thời gian 2 năm của đường tuấn, có thể đột phá đến hợp thể cảnh cũng đã xem như thiên tài rồi. Dùng nửa chén tiên trà tạo hình một vị hợp thể cảnh, loại hành động này tuy rằng có chút lãng phí, nhưng cũng có thể chấp nhận được hai mắt địch văn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ngân quang, hào quang bắn vào trong đôi mắt người đàn ông lôi thôi, nói từ nay về sau, anh chính là Đường Tuấn, anh chính là chó của tôi. Người đàn ông lôi thôi quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 4.000